chúng. Ngày hôm nay là đạo tràng Bắc Văn Trai chúng ta có một nhân viên rất là lớn và hy hữu là được thầy từ phương xa ở tận Canada về đây có chức phật sự, và hôm nay thì lễ Bắc Văn Trai ở đạo tràng Kim Long, cho nên thầy đã đến đây và cũng có chút thời gian để dành cho phật tử chúng ta những lời pháp. Và giờ này chúng con xin nhất tâm cung thỉnh thượng tọa truyền trao giáo pháp cho phật tử chúng con được nương theo đó để tu tập. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật, nam đại chúng, chúng ta cùng chung tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì cùng toàn thể chư vị ni chúng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014, chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Hương Lâm, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị đã qua đường kinh hành niệm Phật xong rồi phải không? Thì theo lệ là hôm nay Bác Quan Trai, thì giờ này quý vị có giờ học Phật pháp. Thì hôm nay Pháp Hòa được đến thành phố Houston có chút Phật sự và cũng có thì giờ, nên đạo tràng Hương Lâm có ý cho Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị và chia sẻ với quý vị chút ít Phật pháp và những cái gì mà lời Phật dạy chúng ta mang ra để chúng ta cùng ôn đọc, học hỏi để nhắc nhở mình trên đường tu. Thì hôm nay đạo tràng tu Bát Quan Trai, đúng ra thì mình thọ Bát Quan Trai thì trọn một ngày 24 giờ, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên chúng ta cũng phương tiện chúng ta tu 12 giờ, tức là từ sáng tới chiều. Rồi về nhà quý vị cũng cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà chúng ta tiếp tục chúng ta tu. Tuy chúng ta có làm lễ xả giới đi nữa, nhưng mà cái tâm giới không có mất. Mình vẫn có thể nương vào cái tâm giới đó mà về nhà chúng ta tu tập thêm. Thì đây là buổi nói chuyện thứ ba trong ngày hôm nay. Hồi sáng 9 giờ rưỡi ở chùa Phước Đức, rồi 11 giờ rưỡi ở chùa Viên Thông, bây giờ là 2 giờ thì ở chùa Hương Lâm, lát nữa 5 giờ rưỡi thì ở nhà hàng Kim Sơn. Thành thử ra ít có khi nào mà Pháp Hòa work overtime mà nói nhiều thì có, nhưng mà chỉ ở một chỗ thôi chứ không có đi 4 địa điểm. Thì có những cái khóa tu Pháp Hòa đến mà Pháp Hòa phải nói ròng rã suốt 12 giờ, không có nghỉ. Vừa truyền giới, xong rồi hướng dẫn kinh hành, tụng kinh, quy y, rồi nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, rồi cuối cùng là 10 giờ đêm là cúng cô hồn. Mà có một mình, thành thử tất cả những chương trình, nghi lễ, nói chuyện gì là cũng một mình gánh hết. Thì hôm nay ở đây thì Pháp Hòa chỉ đến thăm đại chúng và chia sẻ Phật pháp. Thì nếu có thời giờ thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi do quý Phật tử hồi nãy có đưa mà không có giờ, thì chắc có lẽ quý vị cũng có ở đây. Thưa đại chúng, là khi mình tu là mình luôn luôn mình
Một cái pháp tu mà Phật dạy chúng ta là có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta phải để tâm ý vào từng sự việc chúng ta làm. Thí dụ hồi nãy quý vị ăn quá đường, thì quý vị nâng cái bát cơm lên thì quý vị cũng chánh niệm và chúng ta đang ngồi đây và ăn cơm. Rồi chúng ta phải nhớ là cái bàn tay trái thì chúng ta bắt cái ấn tam sơn. Cái ấn ba ngón tay này kêu là ấn tam sơn. Còn cái ấn mà bên này thì ấn cúng dường. Thì mỗi khi mà mình để chén cơm lên đó, đó là mình bắt hai cái ấn, mà nhớ là tay trái thì tam sơn mà tay phải thì ấn cúng dường, chứ chúng ta không bắt ngược lại. Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta quên thì chúng ta mất chánh niệm, tức là chúng ta quên, không có chánh niệm. Vì vậy mà khi mình làm cái việc gì mình biết, mình làm mình biết rõ ràng mình đang làm cái việc đó, trường hợp như vậy gọi là chánh niệm. Vậy thì chúng ta sống á, chúng ta làm một cái việc gì mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta thường gọi là vọng niệm. Thí dụ bây giờ mình đang ngồi thiền quán hơi thở, quán hơi thở mà mình lại suy nghĩ chuyện khác. Như vậy thì mặc dù thí dụ mình suy nghĩ là trời ơi, hồi nãy tôi đi lên đây mà tôi quên không có đóng cửa, hay là tôi quên cất cái bóp. Rồi bây giờ mình ngồi mà mình thiền, nhưng mà thiền cái bóp không à. Mình nhớ coi cái bóp nằm ở đâu, rồi mình nhớ có bao nhiêu tiền bạc mình để trong đó, lát cái xuống cái mình lật đật mình mở bóp mình kiểm liền. Rồi tiền có mất tờ nào không, thẻ đồ có mất cái nào không. Thực sự ra cái đó đâu có tội lỗi, đâu có nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhưng mà cái đó nó cũng được gọi là vọng tưởng. Bởi vì vọng có nghĩa là không có thật. Trong khi mình ngồi thiền nhưng mà mình bị cái khác nó xen vào thì cái đó gọi là vọng tưởng. Chẳng hạn như mình đang ngồi giảng, nghe giảng, mình đang nghe pháp thoại mà mình khởi cái tâm là thầy này nói dở quá, cái câu này không đúng, thế này thế kia, mình ngồi mình phân biệt, cái đó cũng là một dạng vọng tưởng. Cho nên chữ vọng tưởng không có nghĩa là khi nào mình nghĩ tầm bậy, nghĩ cái gì mà nó tội lỗi mới kêu là vọng tưởng. Mà trong khi chúng ta làm việc này mà chúng ta không có để tâm mà mình bị xen cái khác vào thì nó đều là vọng tưởng. Thì mình đi niệm Phật, trong khi mình niệm Phật thì mình để ý là ở đây có kinh hành không? À thì mình đi kinh hành thì mình nhớ là mỗi bước chân của mình á, là mỗi bước mình bước rõ ràng và mình ý thức đây là từng bước chân. Có những nơi mà người ta muốn biết người ta có chánh niệm không á, Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Mà niệm mà đến cái chữ Phật mà cái chân trái là biết nãy giờ mình bước trật. Cũng giống như ở ngoài Bắc á, có một số quý bà cụ niệm Phật á, bằng 108 hạt á, người ta niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ một chữ là một câu, mà đến khi nào mà đến cái hộp thứ 108 mà chữ Phật á, là người ta biết là người ta niệm nãy giờ có chánh niệm. Mà hễ tới cái hộp cuối cùng, một hộp thứ 108 mà nó nằm không phải chữ Phật mà chữ Đà, chữ Di á, là biết nãy giờ mình cái ta, cái miệng mình niệm mà cái tay mình làm nó không đúng. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên chữ vọng tưởng á, chánh vọng tưởng tức là mình tưởng cái gì nó không có đúng với cái hoàn cảnh mình đang làm. Đang tụng kinh nhiều khi cũng khởi vọng tưởng, đang ngồi thiền cũng có vọng tưởng. Nhưng mà nếu trong khi mình khởi vọng tưởng như vậy, mình có tội không? Dạ không, không có tội. Tại sao vậy? Bởi vì cái chuyện đó là chuyện bình thường của người tu. Chúng ta đang tu và chúng ta đang nhận diện từng cái vọng tưởng để chúng ta biểu nó ngồi. Giống như thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây, con nít á, mà nó chạy vô nó la, nó hét, mình có nói nó tội lỗi không? Không, bởi vì nó là con nít. Mình phải kêu sao? Mình phải vuốt nó, ngồi xuống con, đừng có la. Chứ mình đừng có nói với, thì cái vọng tưởng của mình nó cũng vậy. Không lẽ nó vừa thở lên, trời ơi tội lỗi quá, xin lỗi Phật, nãy giờ con nghĩ tầm bậy. Không có. Thật sự ra chính chúng ta vọng tưởng như vậy đó, cho nên chúng ta mới cần tu. Cho nên hôm nay quý vị thọ bát quan trai, quý vị nhớ không?
Quan là cửa. Mà hàng ngày chúng ta mở cửa. Mở cửa cho cái gì nó nhảy? Cho sáu căn nó nhảy. Mình mở cánh cửa cho mắt nó thấy sắc, tai nó nghe tiếng, mũi nó ngửi mùi, lưỡi nó nếm vị, thân nó xúc chạm, ý nó tác động. Cho nên ngày mỗi ngày mình sống, mình mở cửa thả dàn, mình để cho sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu cảnh, rồi nó sanh ra sáu trần. Cho nên mình chìm ngập trong 18 cõi. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, mà ba cái đó nhân là 18. Cho nên hạt chuỗi mình đeo có 18 hộp. Cái chuỗi tràng mình đeo 18 hạt là tượng trưng cho 18 giới, 18 cõi mà 6 căn, 6 trần, 6 thức của mình mỗi ngày nó tác động. Cho nên bây giờ á, 6 căn này phải lấy cái gì thúc liễm nó? Phải lấy 8 cái giới thúc liễm nó. Thí dụ như bây giờ á, con mắt nó thấy, nó thích nhìn hình tướng lắm. Như bây giờ mình cũng cho nó có hình tướng, nhưng mà không để cái hình tướng vọng động. Mà cái hình tướng này của mình bây giờ là hình tướng gì? À, thấy Phật, thấy kinh sách, thấy người tu là thấy Tam Bảo rồi. Thấy Phật là nhìn hình ảnh Phật, tụng kinh là thấy Pháp, mà tiếp xúc với người tu hành là tăng. Bây giờ hàng ngày sáu căn mình nó mở cửa để nó tiếp xúc cái kia. Bây giờ lấy tám cái giới này thu nhiếp nó. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không ăn mặn, uống rượu, không nằm giường cao rộng lớn, không đeo chuỗi sức dầu thơm, đeo vàng vòng, không nằm giường cao rộng lớn. Nhưng mà rồi lấy tám cái giới đó chúng ta khắc phục. Cho nên mình tu á, tức là mình biết mình có cái đó. Vì mình có cái đó cho nên mình tu. Chứ không có ai nói tôi giờ hết vọng tưởng rồi, không có đâu. À, mình còn tưởng, nhưng bây giờ mình không có, mình bớt đi những cái vọng tưởng đó. Hễ nó đi cái mình lôi nó về, nó đi cái mình lôi nó về. Và cái tâm mình nó giống như con trâu vậy đó. Quý vị có nhớ trong chùa ta hay treo cái bộ tranh 10 bức tranh chăn trâu. Mình là một đồng, tâm mình là con trâu. Hễ nó mới vừa phóng ra cái mình kéo nó lại. Nó mới vừa phóng ra kéo nó lại. Nhiều khi tới giờ ngồi thiền, lên cái bồ đoàn ngồi đó mà không có thiền. Có ngồi mà không có thiền. Ta kêu ngồi thiền nhưng mà nhiều khi mình làm có một việc là ngồi mà không thiền. Tức là ngồi thì có ngồi đó, ngồi 20 phút, 30 phút có đó, nhưng mà cái tâm mình nó đi, nó đi chơi, nó không có ở đây. Thành thử ra mình nhớ là những cái gì mà chúng ta tu tập ngày hôm nay, như là tụng kinh, như là ngồi thiền, như là niệm Phật, tất cả những cái đó nó đều là một cái hình thức để mà đưa tâm của chúng ta bớt đi những cái lăng xăng vọng tưởng. Miễn làm sao mỗi ngày chúng ta có giờ giấc chúng ta tu tập. Và Phật cũng thông cảm cho mình lắm. Mình là bận rộn dữ lắm. Cho nên hồi nãy mình nó tác bạch, sáng tác bạch, chúng con gia duyên ràng buộc, chưa thể xuất gia tu học giải thoát được. Nay y lời Phật dạy, vân tập về chùa, tập giữ bát quan trai giới. Hồi xưa là phải nói trong một ngày một đêm, và bây giờ phải nói tập giữ giới bát quan trai trong một ngày, không có một đêm. Thấy chưa? Mình biết á, là lẽ ra mình tu phải tiến, nhưng mà vì phương tiện. Nhưng mà nếu mà mình nói tôi không có giờ, cái là khỏi tu, cái là mình mất nữa. Cho nên chính mình không có giờ thì thôi, tu theo cái thời gian nào mình có được. Rồi vị nào về nhà mà có khả năng sống theo cái đời sống bát quan trai nữa thì cứ tiếp tục. Vẫn giữ trai lạc, vẫn nhẹ nhàng trong mọi sinh hoạt, rồi sáng cũng thức sớm, rồi cũng ngồi thiền tụng kinh vậy đó. Rồi tự tâm mình xả giới, hoặc là mình đã xả chùa rồi, bây giờ mình giữ cái tâm giới, mình về nhà mình tu. Mà tu như vậy, cứ mỗi ngày mỗi lúc mình cứ siêng như vậy, thì mình sẽ thành tựu được cái kết quả trong cái sự tu hành của mình. Và thưa đại chúng, là mình tu á,
là không phải không có chướng ngại đâu. Chữ chướng là nó che lấp, chữ ngại là nó trở ngại cho mình, nó ngăn trở mình, nó che lấp mà nó ngăn trở, cho nên chúng ta gọi là chướng ngại. Ví dụ như bây giờ đó, mình sắp sửa đi bát quan trai, tự nhiên có một cái sự hiểu lầm nào đó nó xảy đến, cái nó che lấp, nó thôi giờ tôi khỏi đi nữa, tôi không có thích tới đó nữa. Tại sao? Tại vì cái những cái bên ngoài, cái phiền não đó nó che lấp cái trong sáng của mình. Lẽ ra mình tu là mình để bồi đắp cho mình chứ cho ai, mà nghe người ta nói rồi mình bỏ, mình không tu. Cho nên nhiều khi nó che lấp mà nó ngăn trở mình thì đều gọi là chướng ngại. Trong kinh đó, Đức Phật có dạy chúng ta là chúng ta phải cẩn thận có những cái chướng ngại. Trong đó có một cái gọi là nghi hoặc, tức là nghi ngờ đó. Căn bản là chúng ta có nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi Tam Bảo, phải không? Rồi chưa nói chúng ta nhiều tới những cái nghi dài dài, nghi bạn đạo, nghi đủ thứ. Cho nên vì để đánh phá, để trừ đi cái nghi này, Phật tử đi thọ bát quan trai là không có đeo vàng. Tại sao không đeo? Nội cái chuyện mà gọi là đeo rồi vô trong đó, cái chà bữa nay chị có cái bông hột xoàn đẹp quá ha. Cái mình nghe cái người ta mình đeo mà người ta thấy người ta sanh tâm, người ta có đáng lý vô đây người ta tịnh con mắt, mà giờ nhờ cái hột xoàn mình mà người ta không tịnh được, mà người ta phát ra, người ta khen. Khen xong rồi mình nghe khen xong rồi mình đâu để yên đâu. Vậy hả, tôi mới mua đó, cái mình cũng sờ sờ một cái. À, mình sờ sờ một cái rồi xong rồi nếu mà mình dễ thương nữa, cái mình lột xuống mình đưa, mình nói coi có thiệt hay giả. Mà mình biết đồ thiệt đó, nhưng mà vẫn khoe chút, mà giả bộ nói chị coi giùm tôi có thiệt hay giả. À, rồi thì cái chị kia chỉ được cầm cái hột xoàn, cái chị cũng biểu lộ là chị cũng là người giỏi coi hột xoàn, chỉ khà vô cái chị chùi chùi nữa. Này thiệt à. Rồi chưa hết, khi mà đeo trở vô lại, đeo không kỹ cho nên ngồi đâu đó cái nó lọt mắt, là bắt đầu nghi rồi. Ngồi ngày hôm đó bắt đầu xốn sang lục tùm lum hết. Và tôi nhớ coi nãy ai ngồi gần tôi ta, phải không? Rồi bây giờ nếu mà tới cái bà chị kia mà hỏi chị thấy cái bông hột xoàn của tôi để đâu không? Nó bà nghĩ sao bỏ tôi câu đó, nghe là con chìm. Quý vị thấy Phật dễ thương không? Phật sợ mình tu hỏi, bây giờ nếu hỏi thì có chuyện, mà không hỏi thì nghi ngờ. Cho nên cái giới mà không đeo vàng vòng là nó có nguyên do. Đó là mình mới nói ngồi chơi mà nó rớt mất, chứ chưa nói là ngủ đêm mà nó rớt vài ba cái nữa. Thành thử ra nó như vậy. Rồi bây giờ mình nói là mình không nằm giường cao rộng lớn, tại vì á, mình tập tu một ngày bát quan trai là cái hạnh sống của người xuất gia. Rồi bây giờ cho vô ngủ trưa, cho vô ngủ trưa thì nghỉ trưa ngã lưng, nói đúng ra là quý bác cũng khó ngủ, ngã lưng cho nó khỏe một chút vậy đó. Nhưng mà nếu như cái chỗ nó êm quá, cái mình lúc hết buổi chiều. Thành thử ra, cho nên rồi cái chỗ mà rộng lớn tốt đẹp quá cũng nguy. Thưa đại chúng, là không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói ví cái cách để mình thực tập á. Xưa nay là ở nhà hay là đi giảng cũng vậy. Khi mà Pháp Hòa đến cái chỗ nào mà người ta bày cái chỗ cho mình ngủ á, dù cái giường đó có lớn có rộng thì Pháp Hòa cũng nằm từ cái mí nằm vô thôi, chứ không bao giờ nằm hơn. Tức là mình lúc nào bước, dù cái giường nó nhỏ thì cũng cái mí đó, từ cái mí bàn đủ cái thân của mình vậy thôi, chứ không có lăn hơn, không có hơn. Mà bây giờ mà đồ đạc nó có để nửa cái giường đó, sáng mai nó cũng nguyên vậy, chứ nó không có rớt. Tại vì nếu mình ngủ mình lăn á thì nó sẽ rớt. Cho nên rồi đôi khi á, mình ngủ á, mình cũng để ý, để nó tập cho mình cái tâm ý không có buông lung. Ngày xưa có những vị người ta ngủ ngồi, thì nói chung lại bát quan trai là giúp cho mình trừ đi những cái
cái đắm đuối của sáu căn của mình, hay là cái nội cái thân của mình thôi. Ngồi cũng lựa ngồi chỗ nào cho nó ngon lành chút. À, có nhiều khi mình ăn mình sắp làm sao mình ngồi ngay cái chỗ mà đồ ăn giới không tới, mà ngồi đó mà giới không tới là cũng phiền lắm. Mặc dù mình nhìn lên mình biết những món này mình ăn rồi nhưng mà cũng hơi phiền phiền á. Hồi nãy tôi định ngồi kia mà cái chị lấn làm sao hồi tôi xuống tới đây. À, vì vậy cho nên thưa đại chúng là mỗi ngày mình tu á là mình phải nhớ những cái đó. Bây giờ mình trở lại Phật dạy mình đó, có những cái chướng ngại của mình là nghi hoặc. Nội cái chuyện mình nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng đó, nó cũng là một cái trở ngại để mình thân cận Tam Bảo rồi. Mà người Phật tử mà không thân cận Tam Bảo là xa Tam Bảo. Nghi kinh điển, nghi kinh sách, hay là nghi những lời dạy. Cho nên nghi ngờ là một chướng ngại. Cái thứ hai là gì? Bất tín, là không có tin tưởng. Người Phật cái thèm than đầu tiên vào đạo là niềm tin. Mà mình không có niềm tin thì làm sao mình tu được? Cho nên người ta mới có cái câu là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình phải có niềm tin sâu sắc thì mình mới đầy đủ những sự an lạc. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dạy mình tin càng, tin bừa, tin không có, không phải vậy. Chữ tín là gì? Tín là niềm tin sâu, mà nó là cái quả của chữ tin. Đầu tiên là mình tin. Tin rồi mình phán, mình tư duy, mình nghiên cứu, rồi từ từ cái niềm tin đó nó trong sáng lên, nó làm cho cái chữ tín của mình nó sâu. Cho nên từ tin nó sanh tín. Tin là mình mới có. Thí dụ Pháp Hòa nói quý vị ăn chay thời gian rồi sẽ quen. À thôi tạm tin đi, rồi về ăn thử coi. Những lúc mà nó thèm thức ăn đó mình làm sao? Qua thời gian cái bắt đầu mình rõ ràng. Hoặc là người ta nói đừng có nghĩ là ăn nhiều là hết bệnh nha. Đôi khi mình phải nhịn ăn bớt để bệnh mình nó hết. Mình không tin, mình nói sao? Nhịn vậy chết chứ sống gì nổi, ăn nhiều mới bổ. Mà thật sự ra ăn nhiều đôi lúc không có khỏe, càng ăn càng bệnh. Đôi lúc mình nhịn ăn, mình uống nước để cho một ngày hai ngày đó nó thanh lọc cơ thể, thì cái độc của mình nó thải ra rồi á, thì tự nhiên cơ thể mình bắt đầu nó khỏe lại. Bệnh là do mình ăn, bệnh là do mình ăn, phần lớn là do mình ăn. Mà ăn không chánh niệm, ăn không đàng hoàng cho nên sanh bệnh. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là thí dụ hôm nào mình lỡ mình ăn trúng một cái món gì nó có cái nó bị hôi gió, thí dụ mình ăn dưa hấu, dưa leo gì đó, ăn vô nó ngăn ngực, nó khó chịu, thì quý vị làm sao để mà cho nó hết đây? Khi nào mình mửa được cái thức ăn đó thì người mình nó nhẹ liền, có phải vậy không? Cũng như vậy, tức làm sao mình đào thải được cái độc mà mình mới đưa vô trong tâm này cho nó ra. Thì bây giờ mình tu nó cũng không có khác. Tham sân si cũng là những món độc đó. Mình lỡ mình ăn nhiều cái đó quá thì bây giờ mình làm sao mình thanh lọc? Bây giờ muốn thanh lọc nó thì phải làm sao? Phải nương vào giới định tuệ để mình lọc nó ra. Tụng kinh niệm Phật đó cũng là một hình thức thanh lọc nó. Thay vì cái thân của mình nó trạo cử lăng xăng thì bây giờ mình bắt nó ngồi xuống. Ngồi xuống mà ngồi lâu quá nó đau chân quá, tu nhiều quá, tu kiểu này lần sau không dám tu nữa à. Cho nên trước khi đứng dậy cái xả chân là lâu lâu cho lại sám hối để có cơ hội đứng lên đứng xuống vậy cho nó giãn gân giãn cốt chút. Cho nên lại sám hối cũng là một hình thức là cho mình vừa sám hối bớt tội mà tăng trưởng được sức khỏe. Nghi ngờ bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Bây giờ người sống ở đời mình phải tin rồi mình tư duy, sau đó mình có niềm tin sâu sắc. Mà nếu mình không có niềm tin, mình nghi ngờ thì nó sẽ dẫn mình đến cái gì? Dẫn đến cái phỉ báng. Ở đời nó đương nhiên vậy thôi. Cái gì mình không còn tin nữa là mình không có nín đâu nha. Mình không tin nữa rồi là mình sẽ tìm cách mình phỉ báng.
cho nên nó chướng ngại mình. Bây giờ thí dụ như lỡ mình có một cái điều gì bất đồng mà chỉ do mình nghe, mình nghi thôi, đôi lúc mình chưa thấy nữa. Và thậm chí nếu mình có thấy, cũng biết chắc cái thấy mình nó có đúng không. Mình có kiến, có thấy mà có chánh kiến không. Cho nên nếu mà mình không có rành á, mà mình đi nói nhiều quá, sanh cái lỗi phỉ báng. Mà chính cái phỉ báng rồi mai mốt mình tới với người đó không được nữa, mình tới gần không được nữa. Tại vì mình ốt dột, mình mắc cỡ, mình ngại ngùng, mình không dám đến. Cho nên thôi thì bây giờ trong cuộc sống, nếu có gì mình bất đồng, mình chưa thông, thì đừng phỉ báng. Tại vì phỉ báng là một cái lỗi. Mà lỡ mình phỉ báng nhằm cái bậc mà người ta có thật tu, người ta có cái đức, mình mang cái lỗi. Thưa đại chúng, ở trong cái cõi đời của chúng ta đó, cái cõi giới mà chúng ta đang ở đây gọi là cõi gì? Phàm thánh đồng cư. Phàm với thánh nó họ chung đụng trong này nè. Ai phàm ai thánh mình chưa chắc mình biết. Nhiều khi mình thấy người ta phàm rồng rặc á, vậy mà người ta là thánh mình không hay. Mà quý vị đọc mấy cái câu chuyện, quý vị nghe hoài chuyện đó chứ gì. Chẳng hạn như ngày xưa ở Trung Quốc á, ở chùa Thiếu Lâm á, có một ông hòa thượng. Cả đời của ngài á, ăn rất là cực khổ trong chúng, mà ngài không có lên giảng kinh thuyết pháp. Tối ngày dưới bếp lo nấu ăn cho đại chúng thôi, rồi ăn mấy cái cơm thừa canh cặn của đại chúng vậy đó. Cho nên đại chúng ta thấy cái ông thầy này chắc ổng không có học, ổng khùng khùng sao đó. Cho nên trong chúng cũng có người xem thường. Vậy mà tới hồi ông mất đi rồi, người ta mới biết ông là những vị Bồ Tát hóa thân để hộ trì cho tăng chúng. Từ đó mới tạc cái tượng ông thờ và đưa cái tên ông vô trong cái nghi thức cúng ngọ buổi trưa là Nam Mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát. Giám trai tức là giám sát, trai phản cho tăng chúng, food inspecting. Bây giờ mình cũng có giám trai sứ giả của chính phủ năm tới 2 lần khám xét cái bếp của mình coi có sạch không đó. Đúng không? Cho nên mà ở đây mà mở nhà hàng là năm 2 lần giám trai sứ giả tới. Ta tới thôi, ta nhà hàng mình có sạch không, nhà hàng mình làm có đủ vệ sinh không, rồi ta chấm điểm. Chùa mà nếu mà mình là một cái public, mình mà một cái chỗ công cộng mà bếp của mình có đăng ký với chính phủ đàng hoàng rồi đó, là họ xỉnh thoảng sẽ xuống bếp của mình, họ coi coi tủ lạnh mình có đủ độ lạnh không, máy rửa chén mình có để mà rửa không, vân vân. Họ đi xuống đây để họ kiểm soát. Có đôi khi mình cũng hơi phiền họ lắm. Họ bắt cái này cũng được, bắt kia cũng được, nhưng mà nghĩ lại cũng phải cảm ơn. Tại vì nhờ những vị như vậy đó, người ta xuống, người ta có luật lệ chính phủ, cái bắt đầu mọi người cũng phải kiên kỵ, rồi bắt đầu kỹ lưỡng trở lại. Chứ còn nhiều khi người mình với người mình với nhau nói không nghe, phải nhờ mấy ông giám trai sứ giả. Hồi xưa ông giám trai ông cầm cái búa ông bữa củi, bây giờ mấy cái ông giám trai đời nay không có cầm búa gì hết trơn, ông cầm cái viết với tờ giấy à. Ông có một cái lô danh sách vậy nè, rồi chỗ nào không được cấm đánh dấu X vô, ông về ông gửi tới cho mình là mình phải làm những cái việc đó cho xong, rồi họ sẽ xuống họ kiểm lại. Ông giám trai bây giờ ông chỉ cần gửi cái giấy đó xuống là mình răm rắp mình làm hết. Nhưng mà người ta, nhưng mà ở những cái người mà người ta làm thánh, người ta xung quanh mình không biết, thì mình phỉ báng. Cho nên không nên phỉ báng. Nhưng mà nếu như mà cái người đó thật sự có tội, có lỗi, mà mình phỉ báng cũng sai. Tại sao vậy? Tại vì mình phỉ báng tức là mình cũng làm cho người ta bị xa với cái hồi phục. Nếu mà ta làm sai mà người ta, mình có cách thì mình cũng có lẽ khai mở để một ngày nào đó người ta quay về. Mình phỉ báng thì người ta tự ái, rồi người ta buồn khổ, người ta có thể đi xa cái con đường tốt lành, rồi mình không có cơ hội mình giúp cho người ta phục thiện. Cho nên nghi ngờ nè, bất tín nè, phỉ báng nè, đều là những cái chướng ngại. Cái thứ tư là gì? Là trọng tội. Ngày xưa ở trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện.
Có cái ông đó ông có mấy đứa con, lâu lâu nó chết một đứa, ổng đem đi chôn đâu chừng hai ba đứa về, cái ổng mệt mỏi rồi ổng nói bây giờ ổng có một chục đứa mà nó cứ chết kiểu này hoài, ổng đi chôn lắt nhắt và mất công quá, thôi ổng cầm dao ổng quơ hết, chết hết cho rồi chôn lần cho nó khỏe. Thì Phật mới kết thúc câu chuyện đó, Phật mới nói mình cũng vậy, có đôi khi mình mới phạm có một chút, bây giờ lỡ rồi phải phạm luôn, sám hối lần cho nó khỏe. Thí dụ mình mới vừa mắng cái người đó có một câu, rồi cái người kia nó thôi thôi chị ơi, mình Phật tử với nhau nói vậy chứ, thôi thôi chị để cho tôi chửi nó xong rồi tôi về tôi sám hối. Tức là mình làm nguyên ngày luôn. Thí dụ như vậy. Cho nên cứ nhiều khi một cái lỗi nhỏ mà mình không ngăn thì lâu ngày nó thành cái lỗi lớn. Một cái điều thiện nhỏ mà chúng ta cứ từ chối làm thì chúng ta không có tích tụ. Mà nếu chúng ta cố gắng chúng ta tích tụ cái thiện nhỏ, lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Ví dụ bây giờ Phật tử mà tụng kinh đó, và nguyện mỗi tối ở nhà đó là 5 giờ mình tụng kinh, thì lỡ hôm nào mà có hoàn cảnh nào đó mình tụng không đúng giờ cũng không có sao, vì có hoàn cảnh nhưng mà mình vẫn cố gắng thực hiện cái siêng năng của mình là vẫn có thời kinh. Đừng có sợ Phật buồn, Phật đâu có rảnh đâu buồn mấy chuyện đó. Có qua ví dụ mình tụng 5 giờ mà bữa đó mình không có tụng 5 giờ mà 5 giờ có nhà khác ta tụng, Phật cũng bận lo ngoài kia rồi, Phật đâu có rảnh đâu ngồi chờ mình tụng. Cho nên Phật có busy lắm. Hết chùa này tụng tới chùa kia tụng, hết nhà này tụng tới nhà kia tụng, rồi Phật cũng bận ngồi nghe hết. Cho nên mình lỡ mình có mất 5 giờ nhưng mà Phật vẫn thương, là Phật thấy mình chịu xiên. Có nhiều khi lỡ trớt 5 giờ nó thôi lỡ rồi, mai tụng. Cho nên mỗi ngày nó lỡ một chút nó thành ghẻ. Lỡ mà mình biết lấy bông gòn, lấy băng keo mình bịch lại thì đâu có lỡ nữa. Nhưng mình hay lỡ kiểu đó lắm. Mới sáng mùng 1 và ăn chay mà quên nha. Con nó mua cái gì ngon ngon về, bóc miếng cái bỏ một miệng nhai, xong cái lợi đi ngang rồi, úi chú chà, bữa nay mùng 1. Mà thay như người ta là mùng 1 mà lỡ ăn miếng thôi, một miếng mà so với nguyên ngày thì nguyên ngày nó phải hơn chứ. Thôi con lỡ rồi, đưa luôn má ăn đi con. Như vậy cái này giả bộ lỡ. Chứ nếu mà mình lỡ mình ăn một miếng mà mình nhớ trực là hôm nay mùng 1 mình ăn chay thì mình phục hồi lại liền. So ra một miếng này với nguyên một ngày chay sắp sửa đây là nó hơn chứ, tại sao lại vì một miếng đó mà lỡ luôn. Cái này là lợi dụng lỡ để giải đãi. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên là chính cái giải đãi đó nó ngăn trở mình trên đường tu. Chữ giải là sao? Khi thân này mệt, giải. Tâm này nó bồn chồn, nó mệt theo, đãi. Thân tâm cứ là giải đãi. Ví dụ như mình ngồi niệm Phật nó đau chân, cái chân mình nó đau, nhưng mà cái người già không giải đãi ta nói thôi bữa nay chân đau quá ngồi dưới đất không được, thôi để má lên ghế má ngồi má niệm Phật, là không giải đãi. Thân nó đau nhưng mà tâm nó đâu có đau, cái miệng nó đâu có đau, cái tay lần chuỗi nó đâu có đau, mà tại sao chỉ có một chút cái chân nó đau mà bưng nguyên con thân này đi vô kia nằm ngủ. Cho nên nhiều khi cuộc đời mình nó cũng lỡ lỡ chút chút vậy mà nhiều lắm. Gặp cái cô đó đẹp quá, thương gì thương có cặp mắt mà bưng nguyên cô đó về. Nhiều khi mình cuộc đời mình nó cũng lỡ nhiều cái chuyện như vậy lắm. Xong rồi về nó nói trời ơi, tại sao tôi không biết anh nhìn sao mà anh cưới con. Nó thôi đừng nói nữa lỡ rồi. Cho nên nhiều khi rồi cái anh chàng kia hay cái cô kia cũng vậy, trời cái anh đó làm vậy mà sao chị thương nó, thôi đừng nói tôi lỡ rồi. Cho nên cái chữ giải đãi trong nhà Phật, giải là khi thân mình mệt, đãi là tâm mình nó đi theo, nó nghe lời cái thân đó, cho nên nó chướng. Thí dụ người ta nói là tại sao bệnh là một chướng ngại, nhưng bây giờ làm sao mình vượt cái chướng đó. Thí dụ như là
mình bệnh, mình không ngồi tụng kinh như ngày xưa được một tiếng đồng hồ, nhưng mình sẽ tụng 10 phút. Không để cho cái thân đó, bệnh tật đó, nó làm chướng ngại mình. Bây giờ ngồi tụng không được, nằm tụng. Nằm niệm Phật, bởi vì niệm Phật có 48 cách. Niệm Phật có 48 cách. Quý vị dở sách ra quý vị sẽ thấy rằng 48 pháp niệm Phật. Mà trong đó, xin lỗi đại chúng, là có một phương pháp là vào nhà cầu niệm cũng được, vào nhà hộ sanh niệm cũng được. Đừng có sợ là cái chỗ đó ô uế rồi mình không niệm, nhưng mà mình không niệm ra tiếng thôi. Ai đi vô trong toilet nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật trong đó. Đó, mình phải hiểu là mình ứng dụng cái cách niệm Phật, nhưng mà ở lúc nào. Chẳng hạn như lúc mà ta mắng mình cũng niệm Phật, nhưng mình niệm trong tâm thôi, niệm Phật để nam mô Di Đà Phật, con nguyện Phật giúp cho con định tĩnh để con đừng có sân si với những cái lúc này, nguyện hộ pháp gia hộ cho con. Mình thầm thôi, nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Phật. Chị chửi hay quá, chị chửi nữa đi, chị chửi nữa đi, chị chửi tôi trả nghiệp. Cái người kia càng tức thêm. Chị lấy câu niệm Phật chị rủa tôi phải không? Không có à, nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật. Đâu không phải vậy. Tức là mình phải biết lúc nào mình, lúc nào mình niệm lớn, lúc nào mình niệm, thậm chí quý vị tụng kinh, lúc nào mình nên gọn một thời kinh lại, và lúc nào mình có thể kéo dài. Giờ không có thì mình làm gọn, nhưng mà nó vẫn không mất ý nghĩa. Chứ còn mà mình đừng có nghĩ là phải tụng 1, 2, 3, 4 tới số 10 mới đủ. Tụng kinh biết nhau nhiều đủ nhiều thiếu. Cho nên nghi lễ là uyển chuyển. Cho nên mình bước vào trong ngôi chùa rồi, tại sao cái chùa nó có cái mái cong? Cái mái cong là tượng trưng cho uyển chuyển. Mà mình tu mình cứ ngắt à, mình không có uyển chuyển như vậy. Và không uyển chuyển thì mình, cái miệng mình nói tùy duyên, mà tâm mình không có tùy duyên. Chuyện gì cũng thôi tùy duyên đi, thôi tùy duyên đi. Mà mình không biết lúc nào tùy duyên, mà lúc nào phải tích duyên, lúc nào phải tạo duyên. Thí dụ như bây giờ quý sư cô ở đây nói thôi mấy Phật tử ơi, tùy duyên đi, ai tới tù tu tù thôi. Đời nào quý vị vô đây? Dạ con cũng tùy duyên, chiều nay con có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà chùa tạo duyên, quy định ngày hôm nay tu bát quan trai từ mấy giờ tới mấy giờ. Đó là sư cô tạo duyên. Rồi bây giờ mình về mình nghe cái tin tức là chùa có tổ chức, mình về mình tạo duyên cho mình nữa. Người ta mời mình đi dự cái một cái lễ gì đó, mình nói là mấy giờ, xong mình thu xếp nha. Ồ, tôi tu ta tới 5 giờ, cái bên chị 6 giờ tôi. Nhưng mà mình biết vậy cho nên những gì mình cần đó mình chuẩn bị hết, đồ đạc ủi sẵn đi, màu xanh màu vàng màu đỏ để sẵn đi. Rồi bây giờ mình về cái là mình gọn gàng cái là mình đi, tức là mình vẫn đời đạo mình trọn vẹn. Mình tạo duyên cho mình để được tu. Nhưng mà đa số mình luôn luôn mình tạo cái duyên cho mình đi theo cái đời nhiều hơn cái đạo. Quý vị để ý có phải không? Vì mình sợ người này buồn, mình sợ người khác buồn, nhưng mà mình không sợ là mình hụt cái duyên. Mình sợ thiếu mấy cái duyên kia mà mình quên cái duyên này. Thật ra mình sống ở đời không ai bắt mình phải cắt, nhưng mà đã là quyết tu rồi thì đôi khi mình phải chịu khó chút, mình tạo cái duyên tu cho mình để cái giải đãi này nó không sanh, chứ còn không thì cái giải đãi này nó sanh miết. Thí dụ bây giờ sáng mà để đồng hồ dậy rồi mà bữa nay nhức đầu chóng mặt quá cái thôi nghỉ nha. Hoặc là mình ngồi niệm Phật á, nó gục lên gục xuống vậy đó, cái thì con mắt nó đi ngủ đi tu một chiếc cực vậy. Rồi mình cũng nghe lời, mình nghe lời. Nó nói trời ơi, đời người có một lần, đầy tháng nhỏ, chỉ ăn chay ăn cả đời chứ ăn có bữa nay đâu. Nhưng mà nếu mà cái người mình chỉ là người khách thôi, mình chỉ là người khách tới dự, mình không nhất thiết phải tùy duyên kiểu đó. Nhưng mà nếu cái đứa nhỏ đó đầy tháng mà là cha mẹ của nó, mình có thể du di.
Bởi vì đương sự lo cho con dù gì trường hợp đó, nhưng mà mình khách thôi mà, tới chung vui với người ta là được rồi, đâu nhất thiết mình phải làm hư cái ngày chay của mình. Nói như vậy á, thì nghĩ là mình chưa uyển chuyển. Có những cái không, mình không uyển chuyển tại vì mình không nhất thiết. Đây là tùy duyên, nhưng mà người ta mời, cái quan trọng là mình có mặt. Còn chuyện ăn uống của mình tự làm chủ được, không có sao hết. Để nó không trở ngại cái sự tiến của mình. Cho nên á, nghi ngờ, bất tín, phỉ báng, trọng tội, giải đãi là một trong những, là năm cái mà nó có thể nó làm chướng ngại cho mình. Và cái cuối cùng là ngã mạn. Ngã mạn là sao? Ngã mạn có nghĩa là mình coi thường người khác mà mình ca ngợi mình. Và trong kinh á, Đức Phật có nói có 8 loại ngã mạn. Cái bài này Pháp Hòa mới vừa nói tuần rồi ở bên Trúc Lâm rồi, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói căn bản vài cái cho đại chúng nghe thí dụ thôi. Ỷ mình khỏe, ngã mạn. Thấy mấy bác lớn tuổi già già mình coi thường, ôi bác này mà tu gì chậm chạp muốn chết, đi Tây Ninh mà đi khoảng tới nó ở đó đi Tây Phương. Nhiều khi mình nghĩ mình khỏe mạnh hơn người ta, mình coi thường người khác cũng không tốt. À, ỷ mình thông minh hơn, tôi học kinh học 2 ngày là thuộc rồi, bài này các ông này nè học 2 tháng không thuộc một câu nữa. Mình khinh thường người khác do mình thông minh hơn cũng không được, nó cũng chướng ngại mình lắm á. Vì mình cứ nghĩ mình thông minh hơn cho nên tối ngày mình lo mình tìm cầu mình học, nhưng rốt cuộc mình không có dụng. Cho nên mình trở thành ra một kho chứa, nhưng mà rốt cuộc cái kho này nó không có gì nó dùng được hết. Có nhiều khi mình làm được điều làm nhiều hơn mình cũng khinh người khác. Mình làm từ thiện nhiều hơn mình cũng coi thường những người không làm. Sức khỏe mình tốt hơn mình cũng có thể mình xem thường người khác. Cho nên trong kinh nói có 8 cách mà cái người tu mình không khéo là mình sanh tâm ngã mạn dài 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 vậy đó. Khinh thường người khác và tự đưa mình lên. Có nhiều khi không ai đưa, tự đưa. Giống như giờ mình tự cưa máy chụp cái cắt bỏ lên Facebook khoe mình. Bữa nay tôi mặc đồ kiểu này, tôi mặc đồ kiểu kia vậy đó. Nên là mình tự khoe. Rồi tự khoe đó không có hại. Nhưng ở đây mình ví dụ, đôi khi trong cuộc sống của mình, mình thường khen mình mà chê người. Mình tụng kinh, mình niệm Phật có giỏi hơn, mình cũng không kinh thường không biết. Ở trong luật Sa Di có kể, có một chú Sa Di đó chê một thầy tỳ kheo già tụng kinh như chó sủa, đọa làm chó 500 kiếp. Rồi có trong kinh Di Đà, quý vị tụng cái hội chúng mà câu hội đó, có một vị ở trong đó, đời này không có dám ra ngồi trước đại chúng mà nghe pháp, tại vì ngài ngồi ở đâu cái miệng của ngài cũng nhơ 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 nhơ, cho nên ngài mắc cỡ lắm, ngài không có dám ra. Ngày tối ngày ngài trốn ở trong phòng. Đức Phật nói rằng á, kiếp trước ngài chê một thầy tỳ kheo ăn uống như trâu nhơi, cho nên ngài cũng đọa làm trâu ăn nhơi cái cỏ. Nhưng mà nhiều kiếp nhiều năm nhơi cái cỏ đó quá đi, cho nên bây giờ đời này có trở lại làm người, nhưng mà cái dư nghiệp nó còn, cái dư báo nó còn, cho nên đời này sao nhơi nhơi nhơi, mặc dù đọa được làm thân người, nhưng mà cái dư báo của cái miệng mà nhai cỏ tới 500 kiếp nó còn đó. Bây giờ đại chúng có thấy trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mình gặp có những người, người ta đời này là thân người, nhưng mà cái dư báo của một cái gì đó nó còn. Nhờ đó vì dư báo xấu. Vậy dư báo tốt có không? Có. Có những người người ta sanh ra đời này người ta có cái dư báo tốt. Chẳng hạn như những đứa nhỏ, tại sao đời này nó mới có mấy tuổi mà nó thông minh, nó có thể đánh đàn những cái bản nhạc rất khó,
Hay là có những đứa bây giờ mới có 9, 10 tuổi mà nó lên nó hát, mà giọng hát của nó sành và cứng như những người ca sĩ thiệt. Và thậm chí trong đạo cũng có những người còn rất trẻ mà người ta làm được những cái người ta tu, người ta thành tựu được những cái việc đặc biệt của người ta. Đó cũng là dư báo, nhưng mà dư báo tổ. Vậy thì đời này mình tu tập, mình đừng có sợ dư, mà chỉ sợ thiếu thôi. Mình chỉ sợ thiếu chứ không lo dư. Dư là tốt chứ. Đời sau mà sanh ra thì cái dư báo thiện này nó là. Cho nên á, giây phút nào mình có thể mình tu tập được thì không có từ nan. Chẳng hạn như á, mình rảnh á, mình ngồi mình niệm Phật, không cần chuỗi nữa, mình cũng có thể mình ngồi mình lâm râm mà mình niệm trong tâm tưởng của mình. Mà thưa đại chúng, riết rồi cái tâm mình nó tịnh. Và cái tâm mình nó tịnh thì lúc đó mình mới ảnh hiện với Phật. Cho nên ở trong bài tụng buổi mỗi lần quý vị tán Phật có câu: lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Người ta giải thích rằng ở, người ta nói rằng ở trên cõi trời có một cái lưới, một cái mành lưới treo ở trên cái trần nhà vậy nè. Mà nó rất nhiều những cái tua xuống, nó toàn là những cái lưu ly trong vắt. Mình một người mà đứng vô trong đó thì sao? Ngàn cái bóng ảnh của người đó nó dội ở trên cái kim cương hộp sòn đó. Quý vị có tưởng tượng được không? Hôm nào mình đến một cái sảnh đường rộng lớn mà người ta treo một cái lưu ly pha lê gì thiệt to, mình đứng như đó mình thấy bóng mình nó dội trên, hễ trên đó có ngàn viên là mình có ngàn bóng ở trên đó. Cũng như thế, ý cái câu đó muốn nói rằng khi mà cái tâm mình nó tịnh rồi đó thì mình với Phật đồng ảnh hiện với nhau. Ý cái câu đó muốn nói rằng ngay trong giờ phút này đấy, tâm con đã tịnh. Tâm con đã tịnh và con với Phật bây giờ là cùng một bản thể, là trong lặng, thanh tịnh. Có nhiều khi quý vị tụng kinh, Pháp Hòa biết là có những ngày quý vị tụng kinh một cách rất nhập tâm, hòa với giọng tụng của quý sư cô, tụng một thời kinh rất hùng hồn. Có không? Có. Tại vì lúc đó mình không còn lo ra lo nghĩ gì nữa hết. Mình đem hết trái tim mình vào cái thời kinh đó, và tự nhiên mình hội nhập được với giọng tụng của sư cô. Mà có những ngày mình nói chờ bữa nay cô tụng giờ con theo không được. Không phải là mình, không phải là cô tụng trật, mà tại vì tâm mình nó làm sao, nó trật, cho nên mình chạy theo sư cô không kịp. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng mình bị như vậy. Cho nên lúc nào mà tâm mình mà thanh tịnh rồi, mình với Phật ảnh hiện. Mà cái đó không có thể dùng ngôn từ để mình giải thích. Mà lúc đó mình hội nhập. Tức là có nhiều ngày quý vị đi đến chùa, nhằm ngày thường thôi, và ví dụ không có khách, không có người, mà quý vị đi thiền hành một vòng ở trong cái khuôn viên của chùa, tự nhiên tâm mình nó lắng xuống, từng bước chân của mình nó thật là bình an. Lúc đó không có lưới đế châu nào hết, nhưng mà thật sự mình đang ở trong lưới đế châu, là mình với cảnh vật của chùa nó đang ảnh hiện với nhau. Bây giờ tâm của mình, thân của mình nó cũng nhẹ nhàng như những chiếc lá, những nụ hoa và những cái cảnh nhẹ nhàng ở trong chùa. Có những ngày mình đi thiền hành mà bước chân của mình thật thanh thản. Có những ngày mình đi mà mình trông cho hết giờ, nó sao bữa nay tôi đi mà tôi thấy nó dài mà nó xa quá. Tại lúc đó tâm mình nó bị xao xuyến. Cho nên á, khi nào mà mình lắng được tất cả những cái nghiệp vọng của mình thì tự nhiên sao, mình với Phật ảnh hiện. Và nãy có một Phật tử hỏi nghĩa là sao cái câu đó. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào mà tâm mình nó lắng, mình hội nhập được với
với cha với mẹ. Cha mẹ chỉ cần nhìn mình cái thôi mình hiểu ý cha mẹ muốn gì. Tại vì sao? Liệu lúc đó hai cái tâm đó nó tương đồng với nhau. Cho nên nhà Phật mới có cái câu là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn tức là lấy cái tâm của thầy ấn vào tâm của người đệ tử, mà hai cái tâm nó thông. Cho nên tâm thầy và tâm đệ tử là một. Thí dụ như là Ngũ Tổ hỏi Ngài Lục Tổ khi còn là một cư sĩ ở trong bếp giả gạo. Lục Tổ hỏi, Ngũ Tổ hỏi: gạo đã sàn chưa? À, gạo đã trắng chưa? Nếu mình bình thường mình nói dạ con giả từ sáng giờ mà sao nó không trắng, chắc gạo này gạo xấu. À, mình nghĩ như vậy, gạo trắng chưa? Nhưng mà người 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 thầy có nói như vậy, người đệ tử không nói vậy. Hỏi gạo trắng chưa? Dạ trắng rồi, chỉ còn sàn nữa là xong. Hai thầy, hai người thầy với trò nói, mình ngồi ngoài mình ngơ ngác, hai cái tâm đó người ta là một, ấn tâm mà. Tổ lấy cây gậy, tổ gõ trên cái miệng của cái cối xây đó ba cái, tổ chắp tay để sau lưng tổ đi. Lục Tổ hiểu ý: thầy hẹn con tối nay 3 giờ mà không đi cửa trước, đi bằng cửa sau, chắp tay để sau lưng đi. Rồi khi đến đó, Ngũ Tổ kéo màn lại truyền kinh sách cho Lục Tổ. Cho nên thầy với trò, cái tâm hai thầy trò lặng nó truyền được. Cũng giống như bây giờ, xin lỗi đại chúng, là người chủ với người làm vậy đó. Hai người mà làm việc với nhau, hiểu nhau rồi, nhiều khi người chủ chỉ cần nói một câu thôi là người thợ nó biết làm việc gì, và ngược lại. Cho nên mình tu mà đến khi cái tâm mình nó lặng rồi đó, thì tự nhiên những cái chữ nghĩa trong kinh mình tụng á, trời sao hôm nay cái nghĩa này mình rõ rõ ràng ràng ra vậy đó. Tại vì sao? Lúc đó tâm mình nó lắng. Cho nên Pháp Hòa thích đọc kinh khuya lắm. Khuya 1-2 giờ là cái giờ Pháp Hòa dở từng trang mình đọc đó. Rồi lúc đó nó tự nhiên nó yên tĩnh, nó không còn iPhone, và không còn ai phải gặp mình nữa, mình được yên tĩnh, lòng mình tiếp xúc với trang kinh đó thôi. Tự nhiên có những cái nghĩa lý mình bừng sáng trong lúc đó. Và khi mà bừng sáng như vậy, mà bừng hiểu như vậy đó, tự nhiên Pháp Hòa vui á. Cái giây phút đó Pháp Hòa không có đọc kinh nữa, xếp kinh lại, đứng dậy đi rót một miếng nước ấm uống, hay là pha miếng trà mà đi tới đi lui trong phòng, mà cái tâm hoan hỷ mình nó sanh. Rồi mình chiêm nghiệm cái câu đó cho nó sâu hơn nữa, vân vân. Cho nên Pháp Hòa ban khuya mà đọc kinh nó nhiều khi đọc có một trang à, nhưng mà mình dùng cái thời gian đó để mình lắng tâm của mình, để rồi sao mình hiểu được những cái lời kinh trong đó. Hoặc là đôi khi tới cái chỗ đó mình muốn đi tìm thêm những kinh sách để nó làm rõ thêm cái nghĩa này nữa, cái mình tìm được những cuốn sách mà nó giải rõ cái chỗ đó, tự nhiên lòng mình vui. Cho nên những lúc như vậy đó là mình pháp hỷ đó. Quý vị nào ở đây mà có nhiều lúc tụng kinh hay nghe pháp mà nó thấm ý mình, nó làm cho mình giải quyết được những cái chỗ mình vui không? Có trường hợp như vậy gọi là có pháp hỷ. Đó, hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái ngày quý vị tu bát quan trai. Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái ý là Phật dạy trong kinh đó, mình tu đó, là ai cũng mong cho mình đừng có bị chướng ngại hết. Không có ai mà muốn mình có chướng ngại hết. Nhưng mà Phật cũng điểm cho mình biết là nguyên do nào thỉnh thoảng mình sẽ bị những chướng ngại mà chính mình không hay. Trong đó có nghi ngờ, có bất tín, có phỉ báng, có phạm lỗi, có ngã mạn, có lười biếng, rồi là giải đãi. Có nhiều khi mình nói trời sao tôi tu mà tôi không tiến, thì mình kiểm lại coi tại sao mình không tiến. Có phải là mình thường xuyên mình lười biếng, mình không có tiến tu, hay là đôi khi mình bận rộn, mình lo, mình chỉ thị phi nhiều, có đôi khi nó cũng mất thì giờ mình không tu được.
Mình hiểu như vậy đó, giống như Phật dạy đó, thân của mình đó, có 8 cái khổ. Thân tâm của mình có 8 cái khổ. Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 4 khổ thuộc về thân. Bây giờ 4 khổ thuộc về tâm lý. Thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ, cầu muốn mà không được khổ. Đời sống mình mà nó suy thịnh, tâm hồn mình nó suy thịnh, mình cũng khổ. 4 khổ thuộc về thân, 4 khổ vụ thuộc về tâm lý. Rồi Phật dạy tại sao mình có khổ, cho nên gọi là tập đế. Phật nói cho mình nghe khổ đế là nói về sự thật của khổ. Rồi kế đến Phật nói cho mình nghe nguyên do nào mình khổ. Ví dụ như mình nói trời sao thời gian gần đây tôi nhức đầu quá. Con thầy bạn Pháp Hòa mới, anh em mới gặp nhau trong một cái khóa tu. Thầy bị trúng gió đầu đời nào mà thầy cứ nói thầy bị stroke. Rồi trúng gió mà không có cạo gió, không uống thuốc á, thì lâu ngày gió nó nhập rồi nó hành nhức đầu. Mà nhức đến mức độ là thầy nhức từ ở trên đầu nửa đầu xuống dần 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 xuống tới cái hàm răng thầy nó cứng luôn. Thầy cứ nói thầy bị stroke, thầy biểu 1, 2 chở thầy đi đi cấp cứu. Rồi Pháp Hòa thì đâu có dám cạo gió, tại vì người ta bị stroke, ta bể mạch máu đầu, mình đem cạo gió rủi nó nát bét này. Sao không dám cạo gió, chở đi bệnh viện hết đêm, cuối cùng về cũng đâu có sao. Nhưng mà bệnh nó chưa hết. Thì bữa đó ngồi dưới đất, Pháp Hòa mới cầm cái hộp dầu cù là và lợi và cạo thử sơ sơ coi thầy này có gió không. Mà thiệt, mới vừa để lên có 3 cái người thì nó bầm đen lên hết. Pháp Hòa nói trời ơi, ông ơi, hôm nay ông làm cả chùa đứng tim, ông trúng gió. Bắt ra cạo gió, cạo xong có nó nhẹ, nó khỏe, thầy hết nhức đầu. Hết nhức đầu. Thế cho nên á, mình biết được cái nguyên do của bệnh, cái thiền sao? Hết bệnh. Tại vì mình, cho nên nhiều khi hỏi chị có giận không? Không, tôi đâu có giận, giận làm gì? Mà thiệt sự giận. Nhưng mình không có nhận. Mình nhận là mình đang khổ, mình đang phiền, thì tự nhiên cái người kia biết mình phiền vậy không dám làm phiền thêm. Để mình yên, để mình giải quyết cái phiền của mình. Phật dạy mình những cái chướng đó, rồi mình nghe để mình biết. À, thỉnh thoảng trên đường tu mình gặp những cái chướng này nè. À, chẳng hạn như mình ăn chay mà thèm. Mà nhất là những ngày chay mà nó cứ mua mấy cái đồ đặc biệt về, mà những món mình thích nó cứ để lãng nhãn trước mặt mình. À, lúc đó là mình có cơ hội để mình thử thách cái con ma thèm. Bởi vì mình tu á, ma nó cũng đi theo, nó khóa phá. Nhưng mà không phải ma nào ở bên ngoài đâu, đừng lo. Ma nó có 4 loại: phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma, thiên ma. Thiên ma là ma trời, mà ma trời là nó khôn lắm. Nó cứ dụ mình à. Ví dụ như là mình ăn chay mà nó cứ tò đồ ngon nó xuất hiện không. Đâu phải con mình là ma, con mình nó ăn nó mua là chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì thèm, thèm quá, nhiều khi ăn không được, đi vô đưa cái chén cho nó, múc một miếng lại cho má, mai 16 má ăn. Thắng không nổi. Mặc dù mình biết cái món này ngoài chợ nó bán, nghĩa là mình mua bất cứ lúc nào. À, nhưng mà chỉ có nhiều đó thôi, múc lại miếng cho má con, mai 16 má ăn. Là mình biết mình thua rồi đó. Có nghĩa là lúc đó tại sao cái cơn thèm mình nó qua không được. Pháp Hòa chưa nói nhiều cái thứ khác. Rồi nó khuyên hay lắm nha. Trời ơi, đi chùa mà phiền não kiểu đó đi làm chi. Ở nhà đi, ở nhà cũng có Phật vậy. Ở nhà cũng có Phật, ở nhà cũng tu được. Nó nói nghe thì đúng, nhưng mà nghĩ kỹ chưa chắc. Ở nhà rồi mình tu với ai? Ai khiều móc mình để khúc gỗ mình trở thành tượng Phật? Chẳng lẽ mình chấp nhận mình cứ cả đời mình cứ là khúc gỗ sao? Người này móc một chút, khiều một chút, tự nhiên ra ông Phật. Còn không thì khúc gỗ và khúc gỗ. Là
Sáng Pháp Hòa mới nói chùa đất mà có Phật vàng là vậy đó. Tức là cái thân này như là một cái chùa đất vậy đó, nhưng mà trong tâm này có một sự thanh tịnh. Thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là những lời Phật dạy, kinh nghiệm trên đường tu. Tu thì phải có chướng ngại, nhưng mà đôi khi những cái chướng nạn, những cái chướng ngại bên ngoài nó không bằng những cái chướng ngại của tự mình. Từ do sự bất tính giải đãi, từ do sự nghi ngờ hung hãn của mình mà nó tự nó chướng ngại mình chứ không ai chướng hết. Người ta ngăn cản mình là chuyện của người ta, nhưng mà đôi khi tự mình tạo cho mình những cái đó rồi để cho mình lui sụp. Cho nghĩ như khi mà đọc kinh Phật thấy những cái điểm này mới thấy thương Phật. Phật vì chúng ta mà nói đủ thứ kiểu cách hết để cho chúng ta lấy đó chúng ta làm phương tiện tu hành. Mà bây giờ chúng ta có nhiều quá rồi, đôi khi chúng ta cũng không biết chúng ta phải làm gì. Cho thưa đại chúng là mình đã tu thì phải chấp nhận những cái thử thách, những cái chướng ngại đó mà mình thăng tiến được. Ở sau có hai câu đối của Bằng Tổ đó: hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Hai câu đó mình tự mình: hỏa hoạch băng hà chi địa, tức là ở nơi hầm lửa, thấy không? Ở nơi giá băng. Hỏa hoạch băng hà chi địa, dù chỗ đó là nóng bức hay lạnh buốt, nhưng nếu mình có sự tu tập thì chỗ đó sẽ biến thành ra cái rừng hương thơm. Cái câu nó nghĩa vậy đó: hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm. Địa ngục nóng bức hay địa ngục lạnh buốt, nhưng có sự tu tập đến thì chỗ đó sẽ trở thành ra một cái rừng hương thơm, gọi là hương lâm. Bên này hết giờ hả? Bên kia đáp lại: ẩm đồng thực thiết chi đồ, những cái nơi mà phải uống nước đồng sôi, ăn sắc nóng. Ẩm đồng tức là uống nước đồng á. Ẩm đồng thực thiết, dù thức ăn đó nó là sắc, nó là nước sôi của đồng, nhưng mà có sự chuyển hóa của tu tập thì nó thành gì? Nó thành ra chỗ tịnh độ. Hai cái câu đó là rút ra từ một bài sám, sám quy mạng. Mình tu đó là cái quả đó. Hai cái câu đó là thành quả của sự tu hành. Còn cái nhân của mình là gì? Cái nhân lúc mình tu là gì? Dụng cái hạnh từ bi của Quan Âm làm cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Người nào mà có được lòng từ bi của Quan Âm làm việc của Phổ Hiền rồi thì sao? Đi vào trong tất cả cõi, làm tất cả việc rồi, sau đó cái quả của mình là: ô, bây giờ nó có là quả ngục hay băng hàn hay nóng bức thì chỗ này cũng đều là những rừng hương thơm. Pháp Hòa nhớ Ni Sư Trí Hải dịch là: rừng hương thơm biến từ sỏi đá, địa ngục thành như đó bạch liên. Cái bài đó Ni Sư Trí Hải dịch rất hay. Cái bài sám quy mạng đó bằng tiếng Hán, và chúng ta có hàng chục bản dịch tiếng Việt, hàng chục bản, nhiều vị dịch lắm, dịch cái bản đó ra tiếng Việt. Sư ông Nhất Hạnh xong Làng Mai cũng có dịch: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Dịch từ cái câu quý vị thường tụng: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập truyền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Mà Hòa Thượng dịch là:
quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương. Thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi ở đầu sông mê, hay là chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Trôi như vậy mà chưa bao giờ muốn quay trở lại. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Thành thử ra bước vô ở phía sau có hai câu đó là hai câu cho mình lượm mình bỏ túi rồi đó. Hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Cho nên quý vị mình đi đâu mình thấy câu nào hay á, lượm bỏ túi, thì nó trở thành ra pháp khí của mình chứ gì đâu. Cho nên Đức Chuẩn Đề quý vị thấy không, 18 tai hay là thiên thủ thiên nhãn, ngàn mắt ngàn tai, tai nào cũng cầm những bảo vật. Và bảo vật đó là về gì? Ăn thua mình biết tiếp nó, nó trở thành ra bảo vật chứ gì đâu. Mình đi ngang cái chỗ đó, người ta để hai câu hay lắm á, đến chùa, đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói, lượm bỏ túi chơi. Mà cái tật của mình là phải thế thiên hành đạo để cho tôi nói. Nhưng mà nói nó đâu có lợi gì đâu, chưa lúc đúng lúc nói, đúng lúc nói nó mới linh, mà nói không đúng lúc nó làm cho người ta lình bình, không còn linh nữa. Thôi thì Pháp Hòa thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị chúng trong một cái ngày tu bát quan trai của quý vị. Chúc quý vị trọn một ngày an lành. A Di Đà Phật. Và đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật à, trong khi chờ đợi có một câu này hay lắm nè. Con đi chùa đã lâu nhưng chưa quy y Tam Bảo, như vậy khi làm công quả có được phước đức không, và tại sao nên quy Tam Bảo? Bây giờ trước hết Pháp Hòa nói tại sao phải quy y. Chữ quy là trở về, chữ y là nương tựa. Mình sống ở đời á, mình có cái nhà để mình trở về, và mình có người thân để mình nương tựa. Người Phật tử có ngôi chùa để trở về, và có Phật Pháp để chúng ta nương tựa. Như vậy thì đời sống đời thì chúng ta nương tựa gia đình và người thân, tâm linh của chúng ta thì nương tựa chùa và Phật Pháp. Khi mình chưa quy y thì mình chưa biết là mình đã chấp nhận đi vào một cái khuôn. Khi mà mình quy y rồi thì tự động mình sẽ trở thành những người Phật tử, và mình sẽ tự thúc liễm của mình. Pháp Hòa ví dụ thôi. Thí dụ hồi đó mình chưa quy y là mình nghĩ là mình xả giang rồi, ai chọc tới mình làm gì mình thẳng tay mình đối trị. Nhưng bây giờ mình có muốn làm điều đó đi nữa chắc thì mình cũng suy nghĩ là thôi nhẹ tay một chút. Rồi từ, nghĩa là khi mình đã quy y rồi thì tự nhiên mình đi vào một cái khuôn khổ của một cái người Phật tử sống có cái chất của Phật, chứ không còn cái chất của tục tử. Tại vì nếu mình không thì mình sống theo đời, mà đời gọi là tục tử,
Còn nếu mình quy y Tam Bảo là Phật tử, mà Phật tử thì nó có chất của Phật, mà chất của Phật rồi thì sao? Lánh giữ làm lành, giữ tâm thanh tịnh. Đó là Pháp Hòa chưa nói sáu nghĩa của Tam Bảo. Quý vị về kiếm cái bài Pháp Hòa nói là Tam Bảo nhiệm màu, trong đó có sáu cái nghĩa của Tam Bảo. Trong đó có một cái nghĩa là gì? Cái nghĩa của Tam Bảo là bất cải. Có nghĩa là Tam Bảo sẽ giúp cho mình cải đổi từ một cái người phàm lên thánh, từ phàm phu lên thánh vị. Nhưng mà cái chuyện mình quy y là để mình thuốc liễm và mình trở thành. Nhưng mà tại sao phải có cái lễ? Bởi vì ngay giây phút mình phát nguyện, tâm thức của mình giao tiếp với cái lời phát nguyện đó, thì ở trong tâm thức mình rồi, thì tự động mình nhớ tôi quy y rồi. Mà tôi quy y rồi thì cho dù mình có bệnh ra, mình mê man, nhưng mà trong cái tâm thức sâu thẳm mình vẫn biết là mình đã quy y rồi, và mình biết được cái pháp danh của mình. Cho nên người ta thí dụ thôi, bây giờ quý vị thuộc là Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó tha, dạ đây thì dạ tha. Pháp quý vị nào mà có bệnh, mà có nằm đó mê man, nhìn như không biết gì hết, mà Pháp Hòa tới và tụng cái đó, mình tới mình tụng, cái người đó họ nghe, họ họ giao tiếp với cái câu tụng của mình. Cho nên còn không là cái tâm mình nó rỗng toét, thì người ta có tới ta nói gì nó cũng không ngồi. Cho nên quy Tam Bảo là một cái lễ để mà mình chính thức mình phát nguyện, mình nguyện nương Phật làm thầy, nương pháp làm thầy, nương tăng làm bạn. Phật là giác ngộ bậc thầy, pháp là lời dạy của Phật. Bây giờ ở đời sống này mình có quy y pháp không? Có, nhưng mà pháp của ngoài đời là sao? Ăn miếng trả miếng. Người ta đánh mình đánh lại, người ta chửi mình chửi lại, người ta đối xử mình thế này mình đối xử lại, và thậm chí mình nói tôi buồn quá, đi theo tôi nhậu đi cho hết buồn. Thì cũng là một pháp để giải, nhưng mà cái đó nó không có bền và nó không có kết quả tốt. Nhưng mà khi mình buồn mình vô chùa, người ta kiếm cách người ta giúp cho mình giải buồn mà không tốn, mà thêm lợi. Cho nên pháp phải hiểu cho rõ là Phật pháp. Bởi vì pháp là phương pháp, là con đường. Mà nếu mình đi trật đường thì sẽ tới sai chỗ. Đi trật đường là sai chỗ, cho nên phải mình quy y pháp. Ở nước Mỹ mấy chục năm mà không vô quốc tịch thì không có là công dân Mỹ. Mà không là công dân Mỹ thì không được quyền đi bầu, và đi đứng cũng khó khăn. Thì mình ví dụ vậy, quy y Tam Bảo. Rồi bây giờ á, mình nói mình thương, thương thân người thân, thương cha, thương mẹ, thương mình. Nhưng mình không phát nguyện, mình tu lấy gì mình biểu lộ cái tình thương đó? Mình nói là con thương cha mẹ lắm, tôi thương vợ tôi lắm mà giới thứ ba không giữ. Thương tổ tiên ông bà lắm mà giới thứ năm không giữ. Sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Nhưng mà nhờ mình thương là mình phải biểu lộ tình thương. Mình muốn bảo hộ chúng sanh hòa bình an toàn thì chúng ta nguyện không giết người hại vật. Muốn bình đẳng trong xã hội thì không ăn trộm ăn cắp. Như vậy thì mình có giữ giới là lợi cho mình, lợi cho mình. Nhiều giờ Phật tử hỏi là bây giờ tôi không quy y, tôi đi chùa, tôi làm công quả có phước không? Có không? Có chứ, sao không? Quy y Tam Bảo, mình không quy y, mình đi chùa vẫn có phước. Nhưng nếu mà mình có quy y rồi, mình làm công quả, phước nó tăng mà đức nó sanh nữa. Tại sao? Tại vì mình làm là mới có phước thôi. Còn mình nương giáo pháp mình tu là tăng cái đức. Thí dụ như bây giờ mình quy y rồi á, là mình hiểu là Phật dạy mình á, đối xử như thế này thế kia. Cho nên nhiều khi mình làm phước là có làm, nhưng mà cái cách mình cho người ta làm sao để cho người ta vui vẻ, không có bị tự ái với cái cho của mình, thì cái đức nó mới có. Cho nên hai cái đó rồi, công đức với phước đức. Phước đức là mình bố thí, mình làm lành. Nhưng mà công đức là ở cái thái độ cho của mình. Mình cho là sao mà người ta không có buồn phiền với cái cho của mình. Có nhiều khi mình nói khiêm cung,
Tôi có chút quà mọn tặng anh, của ít lòng nhiều mong anh vui nhận. Đó, cái đó là cái đức. Mặc dù mình cho người ta nhưng mà mình không có nói nè đem về rồi xài đi nha, rồi mai mốt phản nữa. Như vậy tức là mình no, mình cho người ta nhưng mà mình cũng phải thêm câu cho người ta đau điếm vậy đó. Thì cái phước của mình cũng có là cách mình cho, nhưng mình cũng phán cho người ta một câu. Phải chi mình nói nè đem về đi, đã bao lần vấp ngã rồi ha, bữa nay tôi giúp anh nhớ anh. Tức là mình bố thí của, nhưng mà mình kim luôn bố thí pháp, nhắc nhở người ta một vài câu. Không có nói móc nói méo người ta, không có nói đầu cổ người ta, mà mình nói như vậy là mình giảm cái đức. Mặc dù cái hình thức phước là mình có, là mình cho. Cho nên có quy y tam bảo là nó lợi cả hai mặt sự và lý. Chứ còn nếu mình không quy y, mình làm việc phước vẫn có phước, nhưng mà nhờ mình quy y tam bảo cho nên mình biết mình là Phật tử thôi. Nhận nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, nhịn nhịn nhịn, nợ nần trước kia đó, trái chủ oan gia từ đây sẽ tận, phải không? Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, hu hu hu, thôi đi thôi đi, cánh cửa giải thoát từ đây sẽ mở. Mặt mặt mặt, im lặng im lặng im lặng. Mặt mặt mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Cái niềm vui cùng cực của thần tiên từ cái chỗ mình biết nín nín nín, nín cái thân, nín cái miệng, nín cái ý. Cho nên nói ba cái nín chứ không phải cái ông này ông cà lâm mà nín 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 nín. Nín thân, nín khẩu, nín ý. Cho nên nói nín nín nín. Ông nói nhẫn nhẫn nhẫn, mặt mặt mặt, im lặng im lặng im lặng. Tại vì có nhiều khi nói là chánh pháp, nói là vàng mà nín là bạc. Cái người nói ít đâu có phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Mình nói rỉ rả cả ngày mà người ta nghe người ta không thấm. Còn mình im lặng để mình quán chiếu, mình suy xét lời nào mình nói. Nói xong rồi mình vui mà người cũng vui. Cho nên vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Mặt mặt mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Từ đấy mà được cái cảnh giới của thần tiên. Cho nên quy y tam bảo rồi nó đỡ không? Cho nên người không có tu thì không có chuyển. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Tưởng đâu tu rồi hết bệnh. Nghe chữ chuyển nghiệp là tôi bệnh quá để tôi ráng tu cho hết bệnh, mà sao càng tu càng bệnh. Nghiệp gì biết không? Tu là chuyển nghiệp, là ngay cái giây phút mà mình dẫn dây dưa mình tạo nghiệp, ngay cái giờ phút mình tu, nghiệp của sau này nó chuyển. Nhưng mà nghiệp trước này mình trả mà không có phiền muộn. Chuyển là vậy đó. Tôi bây giờ tôi đã nói rồi, cái tật tôi vậy đó, từ đây tới chết cũng không đổi đâu. Ai phải không phải tôi dũa đẹp. Nhưng mà nếu như mình tới cái ngày hôm nay mình hiểu đạo rồi, mình chấm dứt là từ đây cho tới ngày mình chết là cái nghiệp đó nó chuyển rồi đó. Còn cái nghiệp mà hiện tại mình tạo, từ hiện tại này đổ về trước á, từ từ nó sẽ tiêu tan do cái sự tu tập của mình. Cho nên cái câu này Pháp Hòa hiểu là mình không tu cũng sao đâu. Sống thì mình hay nói đó, biết cũng chết. Rồi gì nữa? Không biết cũng chết, khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết là sống, thật sự ra biết cũng chết luôn. Nhưng mà biết chết, biết chết tức là chết trong cái an lành. Kính thầy, người lớn tuổi có nên phát nguyện xuất gia hay không? Lớn tuổi mà lớn cỡ nào? 40 tuổi cũng lớn vậy, 30 tuổi cũng lớn. Chắc muốn nói người già đó. Nhiều khi người ta già cái thân thôi, nhưng mà cái tâm người ta không có già.
Cái chí nguyện người ta không có già. Cái thân tứ đại thì nó sẽ cằn cỗi theo năm tháng, nhưng mà cái tâm hồn mà thực sự tu tập của mình thì không cằn cỗi theo tháng năm. Cái quan trọng là mình có hiểu được là mình lớn tuổi rồi, mình bây giờ phát nguyện đi tu thì mình phải, nếu được đi tu thì mình phải hạ thủ công phu cho nhiều, còn không thì tập khí của mấy chục năm mình huân bắt đầu nó ra. Không, nó ra rồi mình tu mình cũng mệt mà người xung quanh mình cũng quải. Cho nên người lớn tuổi tu tốt, nhưng mà mình phải lượng sức khỏe, khả năng để rồi chúng ta chọn cho mình một cách tu nào cho nó phù hợp. Có nhiều khi không nhất thiết xuất gia, nhưng mà mình ở nhà mình tu tập, mình sống đời sống của mình như người xuất gia cũng không sao hết. Tại vì bây giờ thật sự già rồi, nó không còn gì phải lo nữa. Chỉ có điều là lo chuyển hóa tập khí thôi, chứ còn thiệt sự giờ già rồi tham gì nữa, phải không? Già rồi sát sanh gì nổi nữa, trộm cắp gì nổi nữa, tà dâm gì nổi nữa. Có cái bác đó lúc mà nằm bệnh viện mà ngáp ngáp mà sắp mất, người ta thỉnh thầy vô quy y cho bác á. Hỏi giờ bác chịu không? Dạ chịu, yếu lắm rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc thầy phải dần làm lễ quy y xong, thầy nói giới thứ nhất không sát sanh bác giữ được không? Dạ được. Tới cái giới thứ hai không trộm cắp? Dạ được. Giới thứ ba không tà hạnh được không? Nói trời ơi giờ này sắp chết rồi tà hạnh gì nữa. Hồi trẻ thì được, bây giờ già rồi tà hạnh gì nữa. Cho nên thưa đại chúng là cái người già đó, Phật cũng có cái bài kinh nói cho người già, và hôm nào mình sẽ nói. Giờ nói nữa cái nó hết tuồng. Phật có dạy kinh đủ hết, Phật dạy rất hay, nhưng mà tại mình phải để tâm vô, mình học hỏi, cho nên không có thì giờ đâu. Đừng lo chuyện khác nữa, lo học kinh, học Phật để chúng ta chuyển hóa cái tập khí, cái phiền não đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà nói tóm lại, già tu được, nhưng mà mình phải tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe để rồi chúng ta tu. Không vô chùa được, ở nhà tu, cuối tuần về chùa, nhưng mà đời sống hàng ngày của mình không khác một chương trình của người tu. Cũng thức sớm tụng kinh, rồi nghe pháp, rồi ăn cơm chánh niệm, đồ ví dụ vậy đó. Mình vẫn làm, nhưng mình không có hình tướng xuất gia thôi. Bởi vì nhiều khi á, thà là mình mang cái hình tướng vậy đó, chứ còn một khi mà mình đã có hình tướng đầu tròn áo vuông thì người ta có nhiều cái expect, có nhiều cái đặt để trên mình lắm. Trời ơi, bà đó tu mà còn vậy, tu kia mình nghe riết cái mình phiền não, phải không? Thôi thà là mình lớn tuổi mình tu vậy đi, mà nhiều khi người ta thương, ta thấy mình tu mà hạnh lành mình có, cái người ta hộ trì mình nhiều hơn. Coi vậy chứ mình ngồi nghĩ lại chứ tập khí mình nhiều lắm đó. Sống 80 năm là tập khí cũng 80 năm đó. Nội có một cái câu chuyện mà nói hoài nó không xong, cho nên nhiều khi mình mới vừa nói người ta nói rồi con biết đài của bác rồi, đài của bác. Có những bác lớn tuổi không có control được những cái chuyện mình đã nói đó, nói tới nói lui nói hoài. Hồi nhỏ và đi hầu một hòa thượng, hòa thượng có một câu hỏi hoài, con tu lâu chưa? Còn có một câu đó hỏi hoài mà nhiều khi hòa thượng mới nói con, cái nói dạ con hiểu rồi, tu lâu chưa? Dạ thôi đại chúng nghỉ nha, để còn công phu chiều, dịp khác sẽ thăm lại quý vị. A Di Đà Phật.